Xin chào tất cả quý anh chị và các bạn. Hôm nay mình vừa in một bộ hồ sơ và sắp sửa giao theo đường bưu điện cho vị khách hàng ở huyện Cần Đước, tỉnh Long An các bạn nha. Đây, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Thì ngôi nhà này là một ngôi nhà cấp 4 gác lửng với diện tích là ngang 4 gác lửng, mái tôn và giả mái thái. Trang trí mặt tiền phía trước theo kiểu là tối giản thôi các bạn ha. Gạch thì bức tường thì úp gạch giả đá, sử dụng là cửa nhôm xin pha 4 cánh kết hợp với lại sảnh, rất là đơn giản thôi. Đây là mặt tiền 3D phối cảnh phía bên ngoài. Bây giờ mình sẽ vào khu vực bố trí công năng bên trong. Thì ngôi nhà này có diện tích đất rất là đặc biệt, tại vì bề ngang của nó rất là hẹp, chỉ có 4 mét thôi các bạn, chỉ có 4 mét thôi, và chiều dài là 13 mét mốt. Nhưng mà đặc biệt ở chỗ là không phải thẳng và vuông vức như những lô đất thông thường, mà nó có hình zig zag này các bạn thấy không. Đối với những lô đất không thẳng không vuông vức có hình zig zag như thế này thì rất là khó thiết kế. Nhưng mà ở đây mình bố trí công năng của từng phòng được và rất là đẹp, khách hàng rất là ưng ý các bạn ha. Nè, sảnh sảnh này các bạn, rồi cửa 4 cánh, vô là phòng khách. Mình sẽ gặp phòng khách đầu tiên. Đây là bộ ghế sofa các bạn ha. Bên này là cầu thang, cầu thang thì sử dụng là 17 bậc thang các bạn nha. Sinh lão bệnh tử các bạn bố trí 17 bậc thang. Tiếp theo là mình bố trí phòng ngủ nè. Đây là cửa vào phòng ngủ nha. Đây là giường, hướng đầu giường tựa vào bức tường này. Các bạn lưu ý là phòng ngủ này có bức tường tiếp giáp với lại nhà vệ sinh nè, các bạn thấy không? Đây là nhà vệ sinh, đây là cửa vào nhà vệ sinh. Thì các bạn không nên để hướng đầu giường tựa đầu vào bức tường mà tiếp giáp với lại toilet, như vậy là kỵ phong thủy các bạn ha. Bạn xoay hướng đầu giường tựa vào bức tường này giúp mình nha. Cửa vào phòng ngủ đây. Đây là lối hành lang. Chủ nhà này là không thích thiết kế bếp liền kề với lại phòng khách, cho nên là mình đã bố trí phòng khách ở phía sau nhà. Mảnh đất này nó không chỉ những zig zag mà nó còn có rổ xéo nữa nè các bạn. Rổ xéo nữa nè các bạn thấy không? Cho nên là rất là khó thiết kế. Và mình đã thiết kế theo yêu cầu của chủ nhà là bố trí phòng bếp tách biệt, riêng biệt với lại phòng khách. Phòng khách đây, phòng bếp đây. Phòng bếp được đặt ở phía cuối nhà. Đây là khu vực chữ L để bố trí không gian bếp, labo, bếp nấu. Và đây là khu vực bàn ăn cơm. Mở cửa ra sân phụ, ra sảnh phụ bên hông nhà. Rồi bây giờ mình sẽ lên trên tầng lửng ha. Rồi, mình nói sơ qua khu vực toilet một chút xíu nữa nè. Cửa toilet thì hướng ra đây. Các bạn là lưu ý là không nên bố trí cửa toilet mà xoay mặt về hướng bếp nha các bạn. Thì ở đây mình bố trí khá là hợp lý rồi. Mình cho cửa nhà vệ sinh là xoay vào bức tường của lối hành lang, chứ không hề xoay ra hướng bếp ha. Rồi, bây giờ mình sẽ lên trên tầng lửng các bạn nha. Rồi, đây là tầng lửng. Đây là lối thông tầng. Lên trên cầu thang thì mình sẽ gặp phòng thờ đầu tiên. Phòng thờ ở khu vực này ha. Nhà này mình nhắc lại là bề ngang là 4 mét các bạn nha. Bề ngang là 4 mét nè. Rồi, sau lưng phòng thờ sẽ là phòng ngủ. Phòng ngủ này khá là lớn nha. Cũng có bố trí theo lối zig zag luôn. Tại vì đất của mình nó có theo hình zig zag chứ nó không được thẳng vuông vức. Đó, zig zag này các bạn ha. Thì đây là phòng ngủ. Mình bố trí là đây là giường. Giường ngủ tựa hướng đầu giường, tựa vào bức tường này. Phía bên ngoài của mình có phòng thờ, cho nên là các bạn lưu ý là không tựa hướng đầu giường, xoay về hướng phòng thờ. Như vậy là kỵ phong thủy các bạn ha, không nên. Rồi cũng không xoay hướng đầu giường tựa vào bức tường có toilet luôn. Đây là nhà vệ sinh, đây là toilet. Không xoay hướng đầu giường tựa vào bức tường có toilet. Không xoay hướng đầu giường tựa vào phòng thờ các bạn nha. Rồi, đó,
Mình có lưu ý tiếp theo là các bạn không nên bố trí nhà vệ sinh mà sau lưng cái phòng thờ này. Như vậy là không trang nghiêm, không trang nghiêm các bạn ha. Cho nên là các bạn bố trí nhà vệ sinh ở phía cuối trên tầng lửng giúp mình. Đó, cửa vào nhà vệ sinh đây. Có một lưu ý nhỏ nữa là các bạn bố trí cửa của nhà vệ sinh, bố trí làm sao mà không đối diện với lại giường ngủ các bạn ha. Như vậy là kỵ phong thủy. Thì ở đây mình bố trí là mở cửa là nhìn vào là bức tường, thì rất là hợp phong thủy rồi. Ở đây là tủ đựng quần áo, còn đây là bàn làm việc hoặc là quầy trang điểm các bạn nha. Đây là cửa vào phòng ngủ. Phòng ngủ của mình khá là rộng, diện tích bề ngang đây 4 mét. Ở bộ hồ sơ này thì mình không có đầu tư bộ hồ sơ thiết kế 3D bên trong nội thất của căn nhà, cho nên là chỉ có view của mặt tiền bên ngoài như thế này thôi. Đây là ngôi nhà lửng, lợp mái tôn và đổ mái là giả mái Thái các bạn nha. Đây là bên công ty của mình. Nếu mà các bạn có nhu cầu thiết kế thì bên mình có nhận thiết kế nhà trên toàn quốc. Các bạn có nhu cầu thì gọi vào số hotline mình có để bên dưới các bạn nha. Rồi, bye bye, xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.